Đừng buồn. Don't be sad. Đừng giận. Don't be mad. Đừng đến trễ. Don't be late. Ở đây chúng ta thấy một cái đặc điểm chung, đó là buồn, giận và trễ. Buồn, giận và trễ là tính tật. Thì tiếng Anh có là đừng, don't be cộng với tính tật. Đừng mua cái đó là don't buy it. Đừng mua cái đó, don't buy it. Đó. Thì một công thức thứ hai nữa là don't sẽ cộng với một động từ. Mua là buy, là động từ, nên chúng ta sẽ nói là don't buy it. Chúng ta không sử dụng be nữa. Vậy đúng tương tự, các bạn sẽ giúp ta nói câu này. Đừng khóc. Khóc là động từ. Vậy chúng ta sẽ nói như thế nào?